Các bác thấy làm sao các bác ơi? Dùng cẩu này để cẩu tay robot lên. Biết cẩu nổi hay không? Ồ, cẩu lên xe. Cánh tay robot thì 200 kg, còn chiếc xe cẩu thì chắc 50 kg. Và cái bộ này thì nhà sản xuất ghi thì cẩu được khoảng 450 kg. Ở đây sẽ là thử nghiệm nha, sẽ là thử nghiệm. Tại vì chiều nay thì xe 16 chỗ, cái này thì hai anh em chắc không khiêng lên nổi đúng không? Bây giờ chỉ việc cẩu lên, làm sao mà cẩu lên được cái sàn xe, xong đó mình dịch đi, dịch chuyển vào. Khá khó khăn nha. Không đơn giản. Cái này giờ phải gia cố lại mà. Gia cố lại bánh xe. Bên tắt công tắc đi bật lên làm gì? Cẩu đi bên. Cẩu lên bên. Bạn nhỏ này cẩu. Cẩu lên thử coi. Này thử thách nha. Thử bên. Gì? Ngã cậu, ngã cậu, no, ngã, ngã cậu. Chắc thua quá, chắc trời thua quá. Khó, khó có thể. Bạn phải cần thêm cái đồ gì để giữ hai bánh xe sao ba? Ừ. Không đơn giản nha. Này không đơn giản nha. Chắc trời thua nó quá.